Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay nha. Thì chiều nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của sư Minh Thiện hai cô chú anh chị. Buổi chiều tại mộ của sư. Hồi bữa nay bà nói bà chơi bánh hả ta? Bà nội hưu bà chơi bánh hả? Nay bà nội hưu nay chơi bánh kìa. Không. Qua giờ không thấy đám tang gì trời. Mà lúc thì cái đống có làng quay không kịp. Bữa đám này quay bỏ đám kia. Lúc thì không có một cái, hồi sáng mà gặp không quay cái đám đó chắc sáng giờ không có cái đám nào luôn. Hồi sáng sớm lắm hả chị, lên đó có cái đám nhỏ nhỏ xíu, cái hầm nhỏ xíu để vô chạy lên sớm lắm. Không chạy theo quay. Không có, em chị cũng dám, sợ nhỏ xíu sợ bị la. Thì đừng có đứng gần, đứng xa xa cái máy zoom được thì zoom lại. Cái hầm nhỏ xíu vô cái xe giống vậy đó. Thì em chịu chạy hay quay. Ý là mấy cái bình thường chị dám vậy, không có ai. Đâu, mới có view, mới có tiền. Trời ơi, quay mà đợi quay chung không, lỡ người ta đăng lên hết view rồi, lấy gì có view đâu. Nào lên sớm cái bắt đầu thấy chạy theo quay. Dù ta cho quay, quay không cho thôi. Đúng luôn á, trời còn phải đèn á. Bên này lên là ngập chưa vô. Ngọc vô tháo cam đi lịa không? Ừ. Chạy bằng sức bật sống quen. Đâu có tháo xuống giùm cho nó luôn. Trời ơi, hư giùm hư. Đó khó hư lắm. Rồi đi quay giấm tan, một mình cũng đi nữa. Ê, không có sợ sệt vậy. Ai cho thì quay, còn không cho thì đi về. Cứ cho là quay à. Nói năng gì vậy. Thấy móc máy la mà người ta người nhà lại nói thôi anh đừng có quay rồi thôi khỏi đi về. Vậy thôi đi về. Có bữa đi quay đó, không có ai cái. Quay đã đời không có nói chân. Ta ngồi cái bà đó nó. Ủa chị là ai? Không có chị quay. Má tôi người nhà
Nói tôi người nhà. Chị bên nào? Nói tôi người nhà là bắt đầu hiện ra. Có nhiều lúc em quay cũng người nhà ông lại hỏi nha bộ. Ủa anh quay cho ai vậy? Anh bên quay viên hả? Nói ừ. Hỏi hả? Bắt đầu quay tới xong luôn á. Ừ. Nhiều khi chị sợ nói vậy cái sợ lỡ hỏi quay viên quá gì. Không có, cái đó là nó hỏi mình là nó mình ừ sẵn cho nó luôn. Hỏi chưa trả lời, hỏi bên quay viên hả? Ừ luôn. Giờ chuẩn bị ra thắp hương thầy buổi chiều cô chú anh chị vậy. Ai vô comment rồi? Thanh niên gì? Thanh niên đen hả? Thùng Ken. Đến thanh đen không có dấu trời, chắc đen. Không có nhận quà cáp gì của ai. Phải chi mình làm mình nhận quà nhận cáp của người này người kia. Mà hỏi ai tổ chức thì mình không nói. Con này không có nhận quà của ai hết, cũng hổ thăm hổ len. Chồng nó được nhiều và nó em thấy ghét nhiều. Quan trọng là tình nghĩa gần 2 năm trời ở mộ cậu thôi. Anh em có đám tang đó đó. Nắm tan ở trong đó đó.
Chụp lấy. Ngoài ra Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ạ.